Nam Mô Tiếp Nhận Đạo Sư A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Ngài Sáng Trụ Pháp Sư, cho phép chúng con được đỉnh lễ niệm ân Ngài. Giờ này toàn thể đệ tử Tam Quyền của chúng con đang cung đối trước hình dạng tôn nghiêm của Ngài. Nam Mô Phật. Kính bạch Ngài. Kính lạy ban bậc thầy Kỳ Cả, thay Thế Tôn Huyền Bá Đạo Mầu, mẹ của chúng con là cố Phật tử Phạm Nhân Tân Triều, thần dân Nguyễn Thị Cháu, đã thuận thế vô thường trả báo an tường vào lúc 17:50 ngày 30 tháng 8 năm Nhâm Dần. Chương trình ban lễ chiều hôm nay là lễ cầu siêu tiền điện. Giờ này đối trước hình tướng tôn nghiêm của Ngài, cho phép chúng con được cầu thỉnh Ngài từ mặt cố đại từ mặt cố khai thị cho hương linh và thân mầu của chúng con được tỏ rõ đường đi lối về, và cho chúng con được hiểu thêm làm cách nào chữ hiệu được vươn tròn ngược mong Ngài từ bi hướng khá. Nam mô công đức lâm bồ tát ma tát tát đàn chứng minh. A Di Đà Phật. Toàn thể tăng môn hiệu quyến, quý vị ngồi xếp bàn ngay ngắn. Nam mô Thiền Tòa Đạo Tràng Thuyết Kinh Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Liên Trì Hạnh Hội Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Đồng Thủy Chứng Minh Phẩm Quang Tiếp Độ. Kính thưa Thượng Tọa Thích Thanh Nhật cùng toàn thể tăng môn hiệu quyến của Hương Linh Cố Phật Tử Nguyễn Thị Cháu Pháp Danh Tâm Triệu. Người xưa thường dạy, năm tháng phù sinh dịch kiếp người, cuộc đời như thể áng mây trôi. Đối với chúng ta, cuộc sống diêm phù, Đức Phật thường dạy 100 năm. Tuy nhiên, có người ngắn, kẻ dài, người thọ mình, người hiểu mình. Tuy nhiên, trước cái nhìn vô thường thì chẳng khác nào một áng mây trôi trên bầu trời. Chúng ta vội thấy rồi vội tan biến. Kính thưa Hương Linh, với sự hiện diện gần một thế kỷ giữa cuộc đời này, Hương Linh đã trải qua 4 giai đoạn: sanh, lão, bệnh, và giờ này là giờ tử, chuyển đò cuối cùng trong 4 giai đoạn. Là con người, là sinh vật thì ai ai cũng phải trải qua 2 sự sanh và tử. Trước sự sanh thì vui, tử thì buồn. Tuy nhiên, thân mẫu của quý vị, Hương Linh của Phật tử đã hiện diện ở cuộc đời này,
với 95 năm từ sinh ra, lớn lên, lập gia đình, có con, có cháu, sống một đời hạnh phúc. Và không ít người mong muốn đó là phúc, lộc và thọ. Phúc vì quý vị đã có một hương linh, đã có một đại đồng đường, nghĩa là năm thế hệ cùng sống chung trong một đời sống và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Lộc thì hương linh với sự cần mẫn của chính mình đã tạo dựng đến gia đình và con cái, và để đáp lại đó, con cái đã chỉ mẫn làm ăn, tạo dựng đến cơ duyên cơ nghiệp. Và thọ là hương linh đã gần 100 năm, như trong sổ kinh mà Đức Phật đã nói cho người diêm phù, thì phúc lộc thọ hương linh đều có đủ. Và hôm nay là lễ cầu siêu tịch điển để ngày mai tiễn biệt hương linh trở về về tứ đại, nghĩa là trở về với đất nước gió lửa thiên thu vĩnh biệt. Trước sự chia ly ấy, chắc chắn rằng không ai không tỏ ra thương tiếc khi người thân của mình đã vĩnh biệt ra đi. Tuy nhiên, hương linh đã có đầy đủ, giờ này trước bàn thờ Tam Bảo với hiện tiền chư tăng hộ niệm rất đông đảo, con cháu nội ngoại chắc chiêu đều vân tập về đông đủ để tiễn biệt hương linh. 95 năm qua, hương linh không những sinh con lập nghiệp mà còn hướng dẫn con cái học hành, học đạo để tạo dựng một cái phúc ấm bền vững cho chính mình và cho gia đình mình. Và như Đức Phật đã dạy, con người sinh ra với hai bàn tay trắng và mất đi cũng chẳng đem theo một chút gì. Đem theo chăng, đó là phước, đó là nghiệp. Nghiệp thì tùy vào nghiệp ác, nghiệp thiện. Nhưng với cái phúc ấm của hương linh thì thầy nghĩ rằng hương linh sẽ có được phước lành, sẽ sanh về cõi thiện. Tuy nhiên, trước giờ phục sinh ly tử biệt, thần thức của hương linh đang hoang mang chọn lựa. Tuy nhiên, có sự hướng dẫn hồ niệm của chư tăng để định hướng cho hương linh. Bởi lẽ khi ra đi xả bảo thân này, hương linh chỉ mang theo một dòng nghiệp thức. Nghiệp thức ấy tùy vào những hành động tạo tác mà trong hiện tại của mình đã tạo ra, con cháu vung bồi. Nếu như nghiệp thiện mạnh thì hương linh sẽ thẳng tiến về nơi thiện xứ cõi an lành. Nếu như bất thiện nghiệp nhiều thì sẽ bị rơi rớt vào những chỗ tối tăm,
Vì vậy, trong lúc này, với thân trung ấm, với thần thức, thì cần phải sự định hướng rõ ràng của chư tăng, của thân quyến, thì hương linh mới có thể vực vàng trên lộ trình và dạng ấy. Nghiệp là hành vi tạo tác của thân, của miệng, của ý. Nghiệp ấy, Đức Phật dạy rằng trong các pháp, tâm dật đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động với một tâm lương thiện, tâm an lành, thì nghiệp lành sẽ theo ta như bóng theo hình. Trái lại, trong hành vi tạo tác ấy, nếu chúng ta suy nghĩ, nói năng, hành động với tâm thô lỗ, tâm cộc cằn, tâm xấu ác, thì nghiệp ác, nghiệp xấu sẽ theo ta như bánh xe lăn theo được chân con vật vậy. Và trong thời gian của 9 ngày, từ ngày xả bảo thân này, hướng lên hải điện tâm và duy trì những thiện nghiệp mà mình đã gieo trồng, chẳng khác nào một người bơi qua biển cả hay một dòng sông. Dù biết bơi hay không biết bơi, nếu như có được cái chiếc phao mang trên lưng thì mình sẽ vượt qua và yên tâm trước dòng bão gió dập dồn. Vì vậy, hướng lên hãy nương tựa vào Tam Bảo, nghĩa là trong đời sống, lúc còn sống, hướng lên đã quy Tam Bảo, tức là trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Thì trở về nương tựa Phật là một bậc tịnh thân và trí đức vẹn toàn, xứng đáng là bậc thầy của nhân thiên trong tam giới. Cho nên hướng lên hãy giữ cái niệm quy y nương tựa đối với Đức Phật. Trở về nương tựa Pháp nghĩa là những giáo lý nhiệm màu mà Đức Thế Tôn trong hiện tại cũng như trong quá khứ chư Phật đã tuyên thuyết và Đức Như Lai Thích Ca đã trùng tuyên lại và nhắc nhở làm phương châm cho lối sống, cho hành động của chính mình. Vì vậy, hương linh hãy trở về nương tựa Pháp, quy tăng trở về nương tựa Tăng. Tăng là đoàn thể xuất gia tu hành trong giới luật của Đức Phật đã chế chỉ, là thể tánh hòa hợp thanh tịnh. Cho nên hướng lên hạt chỉ tâm quy y nương tựa bám víu vào Phật, Pháp, Tăng để làm cái chiếc phao bơi qua biển cả sinh tử một mình. Và như trong kinh Đức Phật dạy, một hòn đá chẳng ngự, chẳng ngang dọc đường, với sức lực của một người thì không thể nhấc nổi. Tuy nhiên, với hai người, ba người và nhiều người chừng nào thì
thì nhẹ nhàng nhấc cái viên đá ấy khỏi con đường làm vật chữa ngại cho mình. Cũng vậy, trước sự ra đi của người thân trong gia đình, đặc biệt là mẹ, là bà, là dì, là cô, là bác, là thím của trong thân bạn quen thuộc, thì không ai không khỏi đau xót. Tuy nhiên, chúng ta hãy biến những đau thương thành những hành động thiết thực. Bởi lẽ trong kinh Địa Tạng có dạy, khi người thân ra đi đang còn ở trong trạng thái của thân trung ẩm, tức là không có thân thể vật chất, tuy nhiên sống bằng những cái sống từ của tư tưởng, thọ, hành và thức, cho nên rất cần đến sự giúp đỡ, trợ duyên của người thân, như là một cái cánh tay đưa ra để cùng nhau nhấc cái hòn đá khỏi con đường, khỏi che ngang những con đường. Vì vậy, trong thân bằng quyến thuộc, đặc biệt là con cháu nội ngoại thân thuộc, hãy biến những đau thương thành hành động thiết thực, thể hiện cái tâm cầu nguyện, hồi hướng công đức đối với người thân của mình, là mẹ, là bà, bằng cách bố thí, tăng chay, phẩm sanh để hồi hướng công đức. Nếu như quý vị trong 49 ngày ấy không thể ăn chay trường suốt 49 ngày, thì quý vị có thể đến ngày trai tuần hãy cố gắng dùng thời gian của một ngày ấy để giữ chay tịnh, nhằm hồi hướng công đức. Khi mình thực hiện những cái việc thiện nào thì mình cũng xin hồi hướng cho hương linh thân bằng quyến thuộc của mình, tên nọ tên kia đang trong khoảng thời gian của 49 ngày đang thọ thân trung ấm. Đồng thời, người xưa đã dạy không nên khi người thân ra đi, đặc biệt là song thân phụ mẫu, thì chúng ta hạn chế đến những nơi vui chơi tiệc tùng. Bởi là khi người thân ra đi, của mình ra đi, và nếu như mình hiện diện tại những nơi vui chơi tiệc tùng, cưới hỏi sinh nhật hay là tiệc mừng gì đó, mà không may người ta xảy ra những cái điều ngoài ý muốn, và người ta đột hô đột thừa cho mình có tang mà không biết giữ, từ đó hương linh, thân linh của mình sẽ mất đi một phần công đức nào đó. Vì vậy, tốt nhất mình tránh xa những cái tụ điểm đó. Ngày xưa các vị dự hiểu là 3 năm, có người 3 năm không tắm, không gội đầu và mặc cái áo xô, còn nơi còn ra ngoài mộ làm cái nhà để cư tang, để trả hiếu cho cha mẹ. Tuy nhiên, ngày nay với cuộc sống hiện đại thì chúng ta có thể lược bỏ những cái phong tục, phụ tục không tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải giữ gìn bản thân và tránh để cái sự trách cứ nhằm mất đi cái tâm hiểu ở nơi mình,
và Phật ở đây tăng lên. Và quý vị thường nghe là 49 ngày thân trung ấm, rồi tiểu tượng, đại tượng. Thế nào gọi là tiểu tượng? Tiểu tượng là niềm vui nhỏ mà mình nhân gian ngoài hay gọi là hết khó. Vì sao gọi là khó? Là khi cha mẹ mình qua đời, người thân mình qua đời thì tâm tư thương tưởng đối với người thân, cho nên mọi cái sự công ăn việc làm mình bị lơ đà, mình hoặc là những cái bản hàng họ không làm việc với mình, cho nên là tạo nên những cái khó khăn. Thì đó là theo thầy nhân gian, còn theo từ của nhà chùa thì gọi là tiểu tượng. Tiểu tượng, tiểu là nhỏ, tượng là vui, tức là kinh nghiệm vui nhỏ, tức là một năm từ ngày người thân mất cho đến ngày giáp năm. Thì ngày xưa là những người con trai trưởng hay là cháu đích tôn thừa trọng thì giữ từ đường, giữ nhà thờ là mỗi năm hương lo cái thắp hương và cũng kiếm, cho nên là hương của thì cũng không đủ, cho nên là thắp 365 ngày phải 365 cây. Và trong 365 ngày ấy, trong gia tộc, trong gia đình, thân quyến của mình không xảy ra những cái điều gì ngoài ý muốn, cho nên gọi là niềm vui nhỏ. Và 2 năm thì gọi là đại tượng, là niềm vui lớn, nghĩa là mình đã giữ trọn vẹn hiếu đạo đối với người thân của mình. Sau 2 năm và trong gia đình vẫn êm ấm, không có xảy ra những cái gì trong nội bộ gia đình thân tộc, và trong công việc làm ăn giao lưu giao tế với xã hội không có một điều gì bất trắc. Thì vài lời chia sẻ để định hướng cho Hương Linh cũng như là tâm sự đối với thân bằng quyến thuộc. Thì giờ này chư tăng sẽ hướng dẫn Hương Linh thực hiện lễ quy y Tam Bảo bằng hình thức sự. Nam mô Siêu Lạc Đồ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Thiệu Ngự Mục Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được mặt Hòa Thượng Tòa Sám Chủ Pháp Sư, được mặt chư tôn đức tăng, hôm nay lễ thiêu lũ tịch địa thuyết pháp độ vong, chư tôn thiền đức đã quang lâm và gia trì chủ nguyện, đồng thời Thượng Tòa đã ban bố cho Hương Linh về chúng con những lời pháp chủ cùng với gia đình của chúng con. Công đức hôm nay gia đình chúng con không biết nói gì hơn, xin đây đầu đặt lễ thay mặt mẹ chúng con, xin đây đầu đặt lễ và toàn thể gia đình chúng con xin được đặt lễ chư tôn đức ba lạy. Oh.